phát minh món ăn tàn nhẫn gặp quả báo. Ở một cây làng nhỏ ngoại ô có một con sông. Mỗi mùa tuyết rơi là mùa cá sinh sản. Mười mấy ngày sau, cá con trưởng thành to bằng đầu đũa. A Bang là dân trong làng, anh rất thích dùng giải mùng làm thành cái lưới để bắt cá con. Ít nhất một lần bắt mười mấy con, nhiều nhất là trên trăm con, đựng đầy cả thùng nước. Cá con nhảy tanh tách trong chậu, đầy sức sống, bảo đảm tươi ngon. Ây da, sao lại bắt những con cá nhỏ như vậy chứ? Đây chắc chắn là A Bang bắt nó rồi, vì anh ta thích bắt những con cá nhỏ như vậy. A Bang à, anh bắt những con cá nhỏ như vậy để làm gì vậy? Đương nhiên là bắt về để ăn rồi. A Bang à, cá nhỏ như vậy ăn có gì ngon đâu chứ? Đúng đó, những con cá nhỏ như vậy khi ăn còn chưa bằng đầu đũa nữa thì làm sao mà ngon được? Các bạn không biết gì hết, cá nhỏ như vậy ăn mới ngon đó. Huống hồ tôi có tuyệt chiêu nấu cá ngon lắm. A Bang à, tôi sớm đã nghe nói anh nấu một món đặc biệt rất ngon, nhưng đừng dùng những loại cá nhỏ này mà nấu nữa. Cô nói đúng đó, món ăn của tôi chính là dùng những con cá nhỏ này để nấu. A Bang, anh đem cách nấu món ăn đó dạy lại cho chúng tôi đi. Chúng tôi cũng bắt một ít cá con mang về nấu thử. Đúng đó A Bang, anh dạy cho chúng tôi món ăn nấu như thế nào đi nha. Tôi nghĩ cho dù tôi có nói cho hai anh chị thì hai anh chị cũng không thể nào làm được đâu, cho nên không nói là tốt nhất. A Bang, chẳng lẽ cách nấu này khó như vậy sao? A Bang, anh nói cho chúng tôi biết đi mà. Cho dù có khó đến mấy, chúng tôi cũng luyện nhiều lần thì cũng có thể nấu được thôi. Kỳ thật cách nấu này rất là đơn giản. Nếu các anh chị thật sự muốn học, vậy thì tôi chỉ cho anh chị dạy. Đương nhiên là chúng tôi muốn học rồi. A Bang, anh mau nói cho chúng tôi biết đi. Đúng đó A Bang, mau nói cho chúng tôi biết đi mà. Khi nấu món cá này, trước tiên lấy rau cần thái thành từng khúc như ống sáo. Sau đó bỏ con cá con và rau cần vào trong nồi nước lạnh, dùng lửa nấu từ từ nước. Trong nồi từ lạnh chuyển sang nóng, cá nhỏ bắt đầu bơi chậm dần. Nhưng khi nước dần dần nóng lên thì nó sẽ bơi rất là nhanh. Chúng nó sau khi nhìn thấy ống rau cần, nó liền lập tức chui vào tránh nóng. Cho nên món ăn này sau khi nấu lên rất là ngon. Trong mỗi khúc cần đều có một con cá nhỏ. Cá nhỏ và rau cần khi ăn phối hợp với nhau thì mùi vị của nó rất là tuyệt vời. Hả? A Bang à, cách nấu món ăn này thật sự là quá tàn nhẫn. Những con cá nhỏ đang sống đột nhiên bị bỏ vào nồi rồi từ từ chết đi. Hãy tưởng tượng xem cảnh tượng này, thật sự là không dám ăn. Đúng vậy, thật là quá tàn nhẫn mà. Món ăn này thật sự là không dám làm. Tôi đã nói qua rồi mà. Thật ra tôi nói cách nấu này mà các anh chị thì cũng không dám làm thôi. Anh à, sao anh lại ở đây bắt cá vậy? Bắt cá thì sao nào? Chẳng phải mẹ không cho anh bắt cá nấu cái món ăn tàn nhẫn đó hay sao? Sao anh không chịu nghe lời mẹ gì hết vậy? Mẹ à, đó là bà lão hồ đồ. Anh chẳng qua chỉ là bắt mấy con cá thôi. Bà ấy đâu cần phải nói với anh những cái điều như là nhân quả báo ứng chứ. Ăn mấy con cá thôi mà gặp xui xẻo. Anh à, gần đây sức khỏe của mẹ không có tốt. Anh không nên làm bà ấy tức giận thêm nữa. Được rồi, anh biết rồi. Các người thật là phiền phức quá. Anh ấy biết bao giờ mới thay đổi được đây. A Ngũ à, cách làm cá của anh cậu thật là quá tàn nhẫn. Sao cậu có thể nhẫn tâm để anh ta làm như vậy được? Đúng đó, A Ngũ à, chúng ta nên khuyên anh ấy đừng làm như vậy nữa. Khuyên thì cũng không có ích gì. Anh trai của tôi thích đi làm, sống ngay thẳng, cũng đâu phải là sở thích gì không tốt đâu. Cái mà duy nhất anh ấy thích chính là nấu ăn, biết tự mình chế biến các món ăn ngon. Anh ấy hận không thể để cho tất cả mọi người nếm được món ăn ngon của anh ấy phát minh. Cho nên mỗi ngày anh ấy mới bắt những con cá nhỏ như đầu đũa này. Mẹ của tôi học Phật đã nhiều năm, bà ấy không chỉ một lần khuyên anh trai của tôi, nhưng anh ấy vẫn cứ không nghe. Mẹ tôi không còn cách nào khác, nên chỉ có thể mỗi ngày lạy Phật sám hối. A Bang thật là chấp mê bất ngộ, thật không biết làm sao mới có thể cho anh ta thay đổi. Nếu muốn A Bang buông bỏ cái ham thích này thật là quá khó rồi. Lời giáo huấn của mẹ anh ta hoàn toàn không chịu nghe. Cứ vào mùa xuân, mỗi năm mưa tuyết rơi, anh lại đến bên hồ bắt cá. Năm nay, mẹ của anh nhiễm bệnh nặng. Khi bà sắp qua đời, liền gọi A Bang đến bên mình và nói: A Bang à, hãy hứa với mẹ, đừng bắt cá nữa con à.
Nhiều năm qua con đã sát sanh tàn nhẫn như vậy rồi. Có thể đây là tạo tội cực lớn. Mẹ ơi, con biết rồi. Mẹ cứ cố dưỡng bệnh cho tốt đi. Chỉ cần bệnh của mẹ hồi phục thì con không bắt cá nữa đâu mẹ. Thọ mạng của mẹ đã đến rồi. A Bang à, mẹ biết con không tin lời mẹ nói và con cũng không tin có nhân quả báo ứng. Nhưng nếu như sau này khi mẹ lìa khỏi thế gian mà con vẫn cứ như vậy thì quả báo đó sẽ giáng xuống thân thể của con rất nhanh. Đợi đến lúc đó tất cả đều đã quá muộn. Nhiều năm nay mẹ luôn vì con mà sám hối chuộc tội, cho nên những tội nghiệp trên thân con đã được tiêu trừ. Sau khi mẹ đi rồi, không có ai thay con tiêu trừ tội nghiệp nữa đâu. Nên con đừng bắt cá nữa. Hứa với mẹ nha con, đừng bắt cá. Dạ, được rồi mẹ, con hứa. Nguyện vọng lớn nhất trước khi người mẹ lâm chung chính là muốn A Bang kể từ đây không còn sát sanh tàn nhẫn nữa. Nhưng mấy tháng sau khi mẫu thân lìa cõi trần đời, trong cái ao cá lại đến mùa sinh sản. A Bang trông thấy, nhìn không được, thế là tiếp tục đến bên hồ bắt những con cá nhỏ như đầu đũa nữa. Nhiều thật. Anh à, sao anh lại đến đây bắt cá nữa vậy? Chẳng lẽ anh đã quên lời hứa với mẹ rồi sao? Chẳng qua lúc đó anh chỉ muốn làm cho mẹ vui lòng mà thôi. Sao có thể coi là thật được? Anh à, chẳng lẽ anh thật sự muốn đợi đến quả báo giáng xuống thân đầu anh rồi thì anh mới chịu dừng tay hay sao? Anh từ trước đến giờ không tin cái gì gọi là nhân quả báo ứng hết. Hôm nay có chuyện gì kỳ lạ vậy ta? Hình như những con cá nhỏ đều đã bị bắt sạch cả rồi. Chẳng lẽ không còn con cá nào nữa sao? Có thể mắt nhìn thấy một đàn con trẻ bị bắt đi. Hai con cá cha và mẹ này đau khổ đến cùng cực nên đã dùng cái chết để phản đối. Thật là không ngờ, tự nhiên hôm nay bắt được hai con cá to này mà không cần tốn một chút sức lực nào cả. Hai con cá này thật là tươi ngon, mang về nấu ăn mới được. Trời ơi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Chị hãy nhìn xem, tôi mới vừa bắt được hai con cá to đó nha. A Bang à, chẳng lẽ anh lại muốn đem mấy con cá này về nấu ăn sao? Đương nhiên là vậy rồi, nếu không tôi đi bắt cá làm cái gì chứ? Anh nhìn xem, những con cá nhỏ này thật đáng thương. Hai con cá to này chắc chắn là cha và mẹ của chúng nó. Anh xem chúng nó ở cùng nhau vui chưa kìa. Anh hà tất gì phải đem chúng nó giết hại chứ? Chẳng lẽ anh chưa từng nghe con nói, xưa nay trong một bát canh, oán sâu như bể hận thành non cao, muốn hay nguồn gốc binh đao, lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh. Tôi nghe chẳng hiểu cô nói cái gì. Tôi đi về nhà đây. A Bang à, anh có từng nghĩ qua chưa? Cha mẹ, con cái, thân hữu của mình mất đi, chúng ta đã đau lòng như thế nào? Huống chi là những động vật này cũng có cha mẹ, con cái và thân hữu. Chúng nó cũng chỉ mất đi thân hữu mà đau lòng không thôi. Chị cũng tin vào cái gì gọi là quả báo hả? Thật là quan đường mà. Bây giờ sao nhiều người lại tin vào cái chuyện này chứ? Buổi tối hôm đó, A Bang bèn đem trâu cần và những con cá bắt được cùng bỏ vào trong nồi. Và hai con cá to đó đem nấu thành canh cá. A Bang dùng món ăn này để nhắm rượu. Chẳng mấy chốc anh đã uống say mềm, mơ mơ hồ hồ nằm trên giường. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mà nóng quá vậy nè? Không xong rồi, cháy rồi, cháy rồi. Lúc này phải làm thế nào đây? Nếu mà không chạy khỏi chỗ này, chắc mình sẽ bị thiêu sống mất. Làm sao đây? Cứu người với, cứu người với. Anh ơi, đợi em với. Đừng quá lo lắng, em sẽ đến cứu anh mà. À ngủ à, lửa cháy lớn quá rồi, anh không thể vào trong được đâu. Anh trai của tôi, anh ấy còn đang ở trong mà.
Chết rồi, lửa càng lúc càng lớn, phải làm sao đây? Chậu nước, thật sự ông trời đã cứu mình rồi. Mình trốn vào trong cái chậu nước này thì lửa sẽ không thể nào thiêu đốt mình được. Nguy quá, xém chút nữa cái chậu nước bể thì thật sự là mình không có chỗ nào để ẩn náu nữa rồi. Sức lửa càng lúc càng lớn, nước trong cái chậu lớn ở trong đám cháy cũng càng lúc càng nóng dần lên, giống như một cái nồi lớn nấu à bàn đang ẩn náu bên trong. Cứu tôi với, cứu tôi, nấu. Ngọn lửa cháy rất lâu mới dần tắt liệm đi. A Ngũ và những người trong thôn, họ đã kinh ngạc đến biến sắc khi nhìn thấy A Bang chết trong chậu nước. Trời ơi, sao A Bang lại chết trong cái chậu nước lớn như vậy chứ? Đúng đó, chẳng phải anh ấy bị ngọn lửa lớn thiêu chết hay sao? Báo ứng, đây thật sự là báo ứng mà. Nam mô A Di Đà Phật.
mi